Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết đến xuân về, chiều nay đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã về thăm tặng quà chúc Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tham gia cùng đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thừa Thiên Huế đã nỗ lực phấn đấu đạt kết quả phát triển kinh tế xã hội toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó đã hoàn thành vượt mức 13 trên 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, thu ngân sách đạt hơn 11.000 tỷ đồng, đầu tư công hơn 92%, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Đồng chí Lê Hoài Trung cho biết, cùng với phấn đấu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại văn hóa, với quan điểm con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực phát triển, nên Đảng, Nhà nước luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, đặc biệt là làm cho đời sống người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no. Đề nghị lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm hơn nữa gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động gặp khó khăn để mỗi gia đình phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững, tạo điều kiện để mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận thụ hưởng những lợi ích chính đáng. Nhân dịp năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung gửi đến các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, cùng hưởng một mùa xuân lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, an khang thịnh vượng. Đồng thời mong muốn Thừa Thiên Huế tiếp tục phát triển, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.